Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ khủng bố tăng cao ở châu Âu trong mùa nghỉ lễ sắp tới. Bộ Ngoại giao Mỹ đã mới đây cảnh báo tới người dân nước này cần cẩn trọng khi du lịch đến châu Âu, vì rất có thể trong kỳ nghỉ lễ sắp tới, nguy cơ khủng bố tại đây sẽ tăng cao. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, IS vẫn chưa buông tha và có khả năng sẽ tiếp tục tấn công trên toàn châu Âu. Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp cũng đang tiến hành vận động chống khủng bố trên lãnh thổ nước này. Chưa bao giờ chúng ta phải đối mặt với những mối đe dọa kinh khủng đến vậy trên toàn lãnh thổ nước Pháp. Chúng tôi đã triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn, những mối nguy cơ thì sẽ vẫn còn đó. Những ai đảm bảo về tình trạng an toàn là họ đang nói dối. Bộ Nội vụ sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp để ngăn chặn mối đe dọa khủng bố và bảo vệ người dân Pháp. Không khí Giáng sinh cũng đã bắt đầu bao phủ lên Strasbourg, Pháp. Nhiều gian hàng đã được mở cửa thu hút lượng lớn khách du lịch. Điều đáng nói là cuối tuần qua, cũng tại đây, trong chiến dịch chống khủng bố, một số người đàn ông đã bị bắt giữ.